Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức chung kết hội thi Hoa khôi áo dài qua ảnh năm 2020. Hội thi Hoa khôi áo dài qua ảnh năm 2020 do Hội Phụ nữ Công an thành phố tổ chức đã thu hút sự tham gia của 40 thí sinh là nữ cán bộ, hội viên và đoàn viên thanh niên trong toàn Công an thành phố. Qua hai vòng thi sơ tuyển và trung khảo, có 10 thí sinh được lựa chọn vào vòng thi trung khảo và phải trải qua hai phần thi trình diễn áo dài và thi ứng xử. Mỗi thí sinh phải chụp những tấm hình mang bộ trang phục áo dài đăng trên trang Facebook để mọi người bình chọn. Tại hội thi, các thí sinh trình diễn trang phục áo dài truyền thống và trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải hoa khôi cho thí sinh Trần Tú Anh, giải Á khôi 1 cho thí sinh Bùi Thị Linh, giải Á khôi 2 cho thí sinh Đường Thị Minh Hường. Ban tổ chức còn trao giải phụ cho thí sinh có trang phục áo dài đẹp nhất, ứng xử xuất sắc và thí sinh được yêu thích nhất.